Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin chiều ngày 25 tháng 1 hôm nay, chúng ta tiếp tục cập nhật những tin tức nóng bỏng nhất mà tôi đã lượm lặt được trong 24 giờ qua. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về tình hình Ukraine, nhưng điểm nhấn của nó lại là sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước truyền thông. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó gợn gợn trong tôi sau khi xem video mà ông ấy phát biểu. Trong video chiều ngày hôm qua, tôi cũng có nói về câu chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho tới bây giờ vẫn đang mất tích trên mọi phương tiện truyền thông. Tuy nhiên sau khi làm xong video thì quả thật là Lầu Năm Góc đã công bố một video, một đoạn hội thoại trong một cuộc họp báo theo định dạng Ramstein nơi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có một bài phát biểu trực tuyến qua video giống hệt như cái cách mà Tổng thờ ngon lại đã làm rất nhiều lần trước đây. Trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề như sau Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhập viện. Tiếp đó, ấn phẩm nhắc lại rằng Lloyd Austin, 70 tuổi, được đưa vào trung tâm quân y quốc gia Walter Reed ở Maryland vào ngày 22 tháng 12 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông ấy đã trở lại bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 do các biến chứng của nó, bao gồm cả việc nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc nhập viện của Lloyd Austin chỉ được tiết lộ 4 ngày sau đó, nhưng lầu năm góc không nêu rõ lý do tại sao Austin phải điều trị cho đến ngày 9 tháng 1 Điều đáng nói là Austin không hề thông báo với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng ông ấy đã phải nhập viện. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chỉ trích từ các nhà lập pháp cũng như người dân. Vào ngày 23 tháng 1, Lloyd Austin lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông trên một luồng trực tuyến trong vài phút khi mà ông ấy phát biểu bài mở đầu của một cuộc họp theo định dạng Ramstein để bàn các vấn đề về Ukraine. Trong video, Lloyd Austin đang ngồi trước một bức tường trắng với thứ dường như là bàn phím hệ thống an ninh ở bên trái và logo của Bộ Quốc phòng ở bên phải. Phía dưới chính là hai lá cờ nhỏ của Mỹ và Ukraine được đặt trên máy in. Hình ảnh video được phát ra có phần bị gián đoạn. Lloyd Austin không hề đề cập tới tình trạng sức khỏe của mình ra sao, mặc dù chủ đề đó đang là vấn đề được rất nhiều người dân Mỹ quan tâm. Nội dung chính mà Lloyd Austin đề cập trong buổi phát biểu của mình đó là tuyên bố Mỹ đã hết tiền để viện trợ cho Ukraine và chúng tôi không thể cung cấp cho Kiev tên lửa và đạn dược ở mức như một năm trước. Tiếp đó, Lloyd Austin kêu gọi các đồng minh của Mỹ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không trên mặt đất, bao gồm cả tài chính để có thể cứu được nhiều mạng sống hơn. Vâng, đây chính là đại ý nội dung chính của bài phát biểu vào ngày hôm qua của tướng Lloyd Austin trong lần đầu xuất hiện của mình. Nhìn vào video, dường như chúng ta thấy rằng ông ấy đang rất khỏe mạnh tuy nhiên vấn đề ở đây chính là lloyd austin sẽ không tham dự cuộc họp báo chung với những vị tướng hàng đầu của mỹ một điều đã trở thành thông lệ sau những cuộc họp dưới định dạng ramstein nói một cách đơn giản là sau những cuộc họp như thế này thông thường bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cùng các tướng của mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp báo để phóng viên và truyền thông của hoa kỳ hỏi những câu hỏi có liên quan việc lloyd austin không tham dự cuộc họp báo sau đó nó đã đặt ra nhiều hoài nghi trong lòng những người dân mỹ Ý của tôi ở đây là ông ấy không cần phải có mặt Ông ấy sẽ tham gia một cuộc họp báo kiểu trực tuyến Nhưng là trực tiếp Chính vì ông ấy không tham dự Thế nên người ta mới nghi ngờ rằng Đoạn video vừa được Lầu Năm Góc công bố Về cuộc họp của tướng Austin Rất có thể là giả Trước khi chúng ta cố gắng phân tích những hình ảnh của tướng Lloyd Austin có đúng hay không Thì phải xem những người dân Mỹ bình luận như thế nào sau bài phát biểu của ông ấy Một tài khoản tên là Larry đã bình luận như sau Ông ấy nên lộ mặt trước công chúng đi video có thể do AI tạo ra Tôi chỉ thắc mắc tại sao ông ấy không thể xuất hiện trước công chúng cho mọi người xem trong khi đó một tài khoản tên là Michel thì bình luận như sau Ông ấy trông khá là thực tế Tuy nhiên các PCL ở cạnh không hoàn hảo Trong khi một tài khoản tên là Scott thì bình luận như sau Đây có thể là do AI tạo ra Nếu họ thực sự muốn chứng minh rằng Lloyd Austin còn sống Và không bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa ở Ukraine Họ cần tổ chức một cuộc họp báo với câu hỏi và câu trả lời trực tiếp Được rồi, từ những phần bình luận chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều người đặt ra một nghi vấn là video này có thể là giả hoặc cũng có thể nó đã được quay từ trước vào thời điểm năm 2023 bởi những gì mà tướng Lloyd Austin nói vào ngày hôm qua nó khá là trung trùng. Ông ấy chỉ nói về việc Mỹ đã hết tiền và yêu cầu các quốc gia đồng minh viện trợ thêm khí tải cho chế độ Kiev. Nhưng ông ấy lại không hề nói về tình trạng bệnh tình của mình, một điều mà đáng lẽ ra ngay mở đầu bài phát biểu, ông ấy phải khẳng định trước truyền thông. Cuối cùng là sau khi cuộc họp này kết thúc, tướng Lloyd Austin đã không tham dự họp báo cùng với các tướng Mỹ. Rõ ràng, nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh trong video Lloyd Austin vẫn đang vô cùng khỏe mạnh, ông ấy hoàn toàn có thể ngồi đó và quay một video trực tiếp để trả lời các câu hỏi của phóng viên và truyền thông. Như vậy chúng ta có một số giả thiết như sau. Thứ nhất, đó là video này do AI, trí thông minh nhân tạo tạo ra. Thứ hai, là video này là thật nhưng được quay tại thời điểm trước năm 2024, sau đó được ghép vào trong cuộc họp tại Ramstein giả thiết thứ ba là thuyết âm mưu của chúng ta đã hoàn toàn sai tướng lloyd austin quả thật là bị mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giả thiết cuối cùng là video này hoàn toàn đúng bao gồm cả không gian và thời gian có nghĩa là ông ấy vẫn đang sống tuy nhiên trong giả thiết này chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng ông ấy đã tới thủ đô kiev và ăn trọn tên lửa của nga tất nhiên là không thăng nhưng cũng chấn thương nặng đặc biệt là ở phần phía dưới lý giải cho điều này bởi vì tôi thấy góc đặt camera quay tướng lloyd austin phát biểu nó có cái gì đó hơi sai sai góc máy đang đặt quá cao so với người của ông ấy chúng ta chỉ thấy hình ảnh của Lloyd Austin từ ngực trở lên. Điều này có vẻ không hợp lý lắm, thông thường góc quay qua máy tính hay camera mà các chính trị gia mỗi khi phát biểu sẽ thường là từ rốn trở lên. Ý của tôi là góc quay đó sẽ là một phần hai, nửa người trên, còn góc quay này nó dường như chỉ là một phần tư. Việc họ cố gắng trang trí những phụ kiện ở đằng sau Lloyd Austin ở cao độ dường như đang muốn đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta về những hình ảnh thực tế quay tướng Lloyd Austin. Tóm lại ý của tôi ở đây là 3 phần tư phía dưới của tướng Lloyd Austin bây giờ ra sao? chúng ta vẫn có thể đặt ra một nghi vấn là ông ấy trúng tên lửa thật nhưng không đến nỗi mất tính mạng tuy nhiên 3 phần tư phía dưới vẫn đang gặp chấn thương và phải băng bó hay đại loại một cái gì khác như vậy tôi đã đưa ra bốn giả thuyết cho các sếp các sếp tin tưởng vào giả thuyết nào thì có thể chọn một trong số đó tôi là người không giỏi về công nghệ thế nên các sếp nào giỏi về công nghệ thì có thể thẩm thử cái video này xem nó có phải là do ai tạo ra không nhé chốt lại bây giờ để có thể xua tan mọi hoài nghi của những công dân trên thế giới thì tướng lloyd austin bắt buộc phải thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tuyến nhưng mà là trực tiếp để trả lời các câu hỏi của phóng viên hay thậm chí ông ấy còn phải xuất hiện trước truyền thông đi lại với những thông tin mới nhất bởi vì cho tới nay ngoài video được lầu năm góc công bố ra thì trên kênh chính thức của tướng lloyd austin cũng vẫn chưa có bất cứ một hình ảnh hay đoạn video nào để nói về những sự kiện mà ông ấy tham gia hay nói về những việc mà ông ấy đang điều trị tại nhà cho chúng ta biết như vậy là tôi đã gửi cho các bạn những thông tin mới nhất về sự xuất hiện của tướng Lloyd Austin. Nếu có những tin tức gì mới, tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Bây giờ chúng ta nói một chút về tình hình giữa Nga và Ukraine, tâm điểm của sự kiện vào ngày hôm nay. Đó là một chiếc máy bay IL-76 chở hàng của Nga đã bị rơi ở vùng Belgorod. Nó được cho là bị chế độ Kiev ra lệnh bắn hạ. Điều chớ trêu là trên chiếc máy bay này hầu như toàn bộ đều là quân nhân Ukraine. Vậy điều gì đã xảy ra? Vâng, trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề như sau. Nga cáo buộc Ukraine giết hại 65 tù binh của mình bằng cách bắn rơi máy bay. Chiếc IL-76 của Nga đang chở 65 binh sĩ Ukraine đã bị bắt để tới một cuộc trao đổi tù nhân. Với chế độ kẹp, Ukraine từ chối trực tiếp xác nhận họ bắn hạ chiếc máy bay vận tải quân sự này. Chiếc máy bay bị bắn rời gần thành phố Belgorod của Nga. Nó ngày sát với khu vực khả cộp Tại thời điểm bị bắn rời, chiếc máy bay chở 74 người, trong đó có 65 tù binh chiến tranh Ukraine và 9 quân nhân Nga. Hãy nghe Tổng thống Zelensky đang chống chế như thế nào sau sự cố trên. Ông ấy phát biểu trên kênh chính thức của mình như sau. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, Tổng tư lệnh Zalusny, Giám đốc Tình báo Quân sự Bundanov và Giám đốc Cơ quan An ninh Maliuk đã trình bày báo cáo của họ về vụ trao đổi máy bay và tù nhân rõ ràng là người nga đang đùa giỡn với mạng sống của các tù nhân chiến tranh ukraine tình cảm của người thân họ và tình cảm của xã hội chúng ta tất cả sự thật phải được thiết lập càng nhiều càng tốt vì máy bay đã rơi trên lãnh thổ của nga nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hiện tại từ khóa là sự thật tôi nhận được báo cáo từ tổng tư lệnh và bộ tổng tham mưu về việc sử dụng lực lượng không quân của chúng tôi tình báo quân sự đang làm rõ số phận của các tù nhân chiến tranh dịch vụ an ninh điều tra mọi trường hợp tôi cũng chỉ đạo bộ ngoại giao ukraine thông báo cho các đối tác dựa trên thông tin mà ukraine có được nhà nước của chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào một cuộc điều tra quốc tế vâng ý của tổng hài zelensky là chiếc máy bay il-76 này rơi trên không phận lãnh thổ của liên bang nga thế nên là người nga sẽ phải chịu trách nhiệm chứ không phải là chế độ kiev chúng ta đều biết rằng khu vực belgorod của nga đã trở thành mục tiêu tấn công khủng bố của ukraine trong nhiều tháng này đã có rất nhiều dân thường thiệt mạng vì vậy vụ máy bay rơi này cũng chẳng lạ gì nếu tên lửa của kiev đã bắn hạ nó nhưng điều chớ trêu ở đây là chế độ kiev sẵn sàng tiêu diệt cả chính những quân nhân của mình những người đang được người nga trả về trong một cuộc trao đổi tù nhân chiến tranh điều hài hước ở đây chính là tổng hài zelensky thì nói rằng không phải là do họ bắn hạ người nga phải chịu trách nhiệm nhưng tổng cục tình báo của ukraine thì lại lớn tiếng trách mắng những người nga là tại sao tới mà không bảo trước trong thông cáo của mình, cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa người Ukraine và Nga thực sự đã được lên kế hoạch và Kiev đã đáp ứng tất cả các điều khoản nhưng Nga không thông báo về số lượng máy bay chở tù nhân và không có lộ trình của họ. Đồng thời, phía Ukraine không được thông báo về sự cần thiết phải đảm bảo an ninh không phận ở khu vực thành phố Belgorod trong một khoảng thời gian nhất định như đã nhiều lần được thực hiện trong quá khứ. Vâng, sau cái thông cáo này chẳng phải chế độ Kiev không đánh đã tự khai hay sao, họ đã bắn vào chiếc máy bay IL-76 chở toàn những quân nhân Ukraine cho cuộc trao đổi. Từ tất cả những dữ liệu trên, tôi hoàn toàn khẳng định rằng Ukraine là người bắn hạ chiếc máy bay này. Có thể họ lo sợ những chiếc máy bay của Nga đang tiến tới không phận của mình để chuẩn bị bắn tên lửa. Vì vậy, họ đã quyết định tiêu diệt trước. Và bây giờ, khi biết được thông tin trên máy bay chở toàn những quân nhân của Ukraine thì họ đang tìm mọi cách để chống chế trước truyền thông, để tránh mất đi hình ảnh của mình trong việc tiếp tục kêu gọi viện trợ. Sau vụ tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ra một thông cáo như sau. Họ tiết lộ rằng máy bay chở hàng IL-76 của Nga đã bị chế độ khủng bố Kiev bắn hạ, cướp đi sinh mạng của 74 người. Trong đó có 65 tù binh Ukraine, 6 thành viên của phi hành đoàn và 3 binh sĩ Nga. Các quan chức Nga cho biết thêm, máy bay đã bị lực lượng phòng không Ukraine đóng tại vùng Kharkov bắn trúng vào lúc 11 giờ 15 theo giờ địa phương. Lãnh đạo Ukraine đã biết rõ về chuyến bay này và sứ mệnh của nó. Moscow và Kiev đã đồng ý tiến hành những cuộc trao đổi từ nhân và thứ tư gần làng biên giới Kolotilovka của Nga ở vùng Belgorod. Tuy nhiên, chế độ Kiev của Đức Quốc xã vẫn thực hiện vụ tấn công này nhằm cáo buộc Nga giết hại các thành viên của quân đội Ukraine khi thực hiện hành vi khủng bố. Giới lãnh đạo Kiev đã lộ rõ bộ mặt thật. Họ coi thường tính mạng của chính những công dân mình. Được biết rằng sau thời điểm xảy ra vụ bắn hạ máy bay IL-76, tờ Ukraina Prada ban đầu đưa tin rằng chiếc máy bay thực sự đã bị quân đội nước họ bắn rời. Nhưng sau đó tờ báo này đã chỉnh sửa bài viết và xóa đi ngay lập tức. Trước thời điểm xóa đi thì tờ báo ca ngợi vụ bắn máy bay là một thành công rực rỡ, một chiến thắng của lực lượng vũ trang quốc gia. Tuy nhiên sau khi biết rằng chiếc máy bay này chờ toàn tù binh trong quốc gia của họ thì tuyên truyền của Ukraine bắt đầu giấu nó đi và tìm ra những lời giải thích khác. Còn một chút thời lượng video chúng ta sẽ nói qua về tình hình Trung Đông. Sau khi liên quân Anh Mỹ liên tục tấn công lực lượng Houthi ở Yemen thì giờ đây các tàu thương mại của Mỹ cũng đã chính thức thông cáo là sẽ dừng đi qua biển Đỏ. Theo đó chi nhánh của Hoa Kỳ là công ty vận tải và hậu cần Đan Mạch Maersk đã thông báo rằng họ tạm dừng mọi chuyến vận chuyển tiếp theo qua biển Đỏ và vịnh Aden cho đến khi có thông báo mới. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm của lực lượng Houthi ở Yemen để bắn vào hai tàu chở hàng mang cờ Mỹ thuộc sở hữu của Maersk sau khi hai con tàu này cố gắng đi vào Nam Biển Đỏ qua eo biển al madab Được biết rằng hai tàu này đang chở thiết bị cho quân đội Hoa Kỳ. Vụ tấn công được cho là thất bại khi mà tàu USS Gralay gần đó đã bắn hạ ít nhất hai tên lửa đạn đạo. Trong khi một tên lửa khác được cho rằng đã rơi sát hai con tàu vận chuyển thương mại trên phía hoa kỳ không cung cấp báo cáo về thiệt hại của hai con tàu này nhưng cứ nhìn cái cách mà đơn vị vận tải maers tuyên bố sẽ đi đường vòng không qua biển đỏ nữa chúng ta có thể hiểu rằng liên quân anh mỹ chống lại lực lượng houthi ở yemen để khôi phục lại biển đỏ đã trở thành một kế hoạch thất bại hoàn toàn giờ đây như tôi đã nói trong nhiều video trước biển đỏ chỉ còn là nơi thông thương duy nhất của những con tàu mang yếu tố nga và trung quốc tất nhiên khi những người mỹ bị ép vào đường cùng họ chắc chắn sẽ không ngồi yên đầu một kế hoạch đổ bộ vào lực lượng houthi ở yemen có thể sẽ được tính đến trong tương lai điều quan trọng là chính phủ mỹ có dám chấp nhận những thiệt hại đi kèm với nó hay không còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo